Với nguồn quỹ có được từ việc phân loại rác thải tại nguồn ở khu dân cư, chi hội 15 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đã thực hiện những bữa cơm không đồng ý nghĩa dành cho người khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, cứ đến thứ ba hàng tuần, nhiều bà con bán vé số hoặc làm các công việc khác có hoàn cảnh khó khăn lại tranh thủ đến nhận suất cơm miễn phí từ chi hội 15 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa An. Mỗi tháng 4 lần, hơn 400 suất cơm một tháng để được trao đi. Như vậy là cũng đã bớt 10.000, 15.000. Một bữa ăn là đi mua ngoài 15.000. Ở đây là họ cho từ thiện, giờ là rất là cảm ơn. Thì bà thấy quá quấy đi. Bởi vì bà nấu là hết gạo, mắm là cũng hết 30 ngàn. Thì bà xin đây bà ăn cũng đỡ hơn. Hơn 2 năm qua, ngay từ sáng sớm, vào thứ ba hàng tuần, các chị em trong chi hội phụ nữ 15, mỗi người mỗi việc cùng nhau chuẩn bị những phần cơm và cả nước uống dành tặng cho bà con khó khăn. Theo đó, để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động bữa cơm không đồng này, các thành viên ở chi hội phụ nữ 15 đã cùng nhau thu gom rác, tổ chức phân loại rác tại nguồn, sau đó tập trung đem bán gây quỹ. Số tiền bán được từ lượng rác sau khi phân loại lên đến hàng trăm hàng triệu đồng. Bên cạnh nguồn quỹ này còn có sự hỗ trợ của các cá nhân nên đã mang đến các bữa ăn chất lượng cho bà con. Sau thời gian mà giãn cách và hết dịch Covid thì hoàn cảnh khó khăn ở trong xã hội của chúng ta cũng rất là nhiều, đặc biệt là những cái thành phần lao động họ rất là khó khăn. Từ đó chúng tôi đã nghĩ ngay đến cái bữa cơm không đồng cũng rất ích lợi, và khi chúng tôi nấu thì đặt cái vấn đề là an toàn thực phẩm là trên hết, cho nên những cái nguồn thực phẩm đưa vào chúng tôi phải mua những cái thực phẩm tốt, xanh. Cái hướng mục đích của chúng tôi thì hàng năm thì chúng tôi vẫn hỗ trợ sửa chữa nhà này, rồi hỗ trợ học bổng cho các em, xe đạp, quần áo và quà trung thu 1/6. Và có những em là chúng tôi sẽ hỗ trợ đặc biệt hơn những cái suất quà đột xuất. Và năm vừa qua thì chúng tôi thực hiện cái chương trình là mẹ đỡ đầu của Trung ương Hội phát động, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã hỗ trợ và đang nhận đỡ đầu một em. Hiện nay, phần lớn các chi hội phụ nữ thuộc các quận huyện của thành phố đều thực hiện mô hình này để thu hút các hội viên phụ nữ trong chi hội tham gia phân loại rác để bán lấy tiền gây quỹ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn theo nhiều cách khác nhau. Từ những ý tưởng thiết thực đã khiến cho việc phân loại rác tại nguồn trở thành hoạt động gắn kết với hoạt động xã hội nhân văn, từ đó tạo nên sự đồng lòng của mỗi hội dân và hoạt động phân loại rác thành thói quen tốt, giúp ích cho cộng đồng.